Xin chào tất cả các bạn đã đến với Sam Sam TV. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tô chú gà trống nhé. Let's go.
Vậy là mình đã tô xong bức tranh. Đừng quên đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên được xem video mỗi ngày nhé. Giờ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.